đặc biệt là rất bền. Tốc độ đọc. Hôm nay lại một xe Ford Transit thay bộ cửa chế. Cửa chế bác chủ lắp và bây giờ nó đã rất là ọp ẹp này, cũ hỏng này. Bây giờ bên em thay mới cho bác chủ bằng một bộ mã Sisam nhập khẩu Nga, hàng chính hãng nên là nhìn nó xịn sò hẳn lên và đặc biệt là độ bền các bác nhá. Có hai remote kèm theo như này ạ. Cửa vào quá là êm khít luôn. Đấy các bác nhìn này, toàn bộ là dây điện này, động cơ này, thanh dây này, rất là đẹp, hiện đại, thẩm mỹ và đặc biệt là rất bền. Tốc độ đóng mở cửa của Sisam là 5 đến 8 giây. Rất là phù hợp với Ford Transit ạ. Nguồn lực đóng mở của Sisam là 300 lần một ngày. Nhưng các bác cứ thoải mái đóng mở ạ. Đấy, phía trên táp lô vẫn có một cái nút ấn. Đóng mở cửa siêu êm nhẹ luôn. Từ nay thì sau khi thay bộ cửa này thì bác chủ cứ tha hồ chạy chạy xe mà không lo bị hỏng giữa đường này, không lo bị trục trặc nữa. Đến với cửa Nga là các bác cứ yên tâm nhá. Khi nào khi đóng cửa này vào kít luôn các mép cửa rất là êm. Và đây là một quả đầu tư mà đáng đồng tiền bát gạo luôn các bác nhá. Đợt này bên em vẫn ưu đãi giá, giảm đến 1 triệu đồng tiền mặt. Nên các bác tranh thủ qua bên em lắp luôn hưởng ưu đãi ạ. Em cảm ơn.